Chào mừng quý vị đến với chương trình Tạp chí Ngân hàng trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, tiếp tục về đề tài đánh giá về chính sách điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước, chương trình Tạp chí Ngân hàng tuần này sẽ đem tới bức tranh tổng quan hơn về chặng đường này trong 5 năm vừa qua, từ 2011 tới 2015. Vậy quá trình chống đô la hóa, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong điều hành chính sách tiền tệ, đã được Ngân hàng Nhà nước thực thi như thế nào và có hiệu quả ra sao? Mở đầu chương trình, xin mời quý vị cùng đến với những con số ấn tượng về tình trạng đô la hóa nền kinh tế trong 5 năm vừa qua. Đô la hóa là tình trạng mà tỷ trọng tiền gửi bằng ngoại tệ chiếm trên 30% trong tổng khối lượng tiền tệ mở rộng, bao gồm tiền mặt trong lưu thông, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn và tiền gửi ngoại tệ. Nói cách khác, đô la hóa chính là việc người dân có xu hướng thích nắm giữ và chi tiêu bằng đồng ngoại tệ, bằng đồng đô la chứ không phải bằng tiền Việt. Tại Việt Nam, tình trạng đô la hóa của nền kinh tế ghi nhận mức cao đỉnh điểm vào năm 1992 với hơn 41% lượng tiền là bằng ngoại tệ. Tỷ lệ này ở mức cao từ 20 đến 30% trong suốt một thời gian dài đến năm 2010. Từ cuối năm 2011 đến nay, nhờ sự triển khai quyết liệt các giải pháp ổn định thị trường ngoại hối và tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước, tỷ lệ giữa tiền gửi ngoại tệ trên tổng phương tiện thanh toán đã giảm dần từ mức trên 30% trong những năm 1990 xuống còn 15,8% vào năm 2011 và khoảng 12,3% vào năm 2012. Đến cuối tháng 8 năm 2013, con số này đã giảm thêm được 0,3%, chỉ còn khoảng 12% và ổn định quanh mức này trong những năm gần đây. Thưa quý vị, còn nhớ từ năm 2010 trở về trước, tình trạng 2 tỷ giá, chênh lệch giữa thị trường chính thức và chợ đen luôn luôn là vấn đề khiến cho Ngân hàng Nhà nước căng thẳng. Mỗi khi tỷ giá có biến động, nhà điều hành luôn phải can thiệp bằng một lượng ngoại tệ lớn, khiến cho kho dự trữ ngoại hối thường xuyên không đáp ứng được lượng ngoại tệ từ 12 tuần nhập khẩu như quy chuẩn của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Tuy nhiên, kể từ năm 2011, Ngân hàng Nhà nước đã có bước đi khôn ngoan hơn trong điều hành với mục tiêu tăng lượng dự trữ ngoại hối. Đến cuối tháng 7 năm 2015, lượng dự trữ ngoại hối đã đạt trên 37 tỷ đô la Mỹ, tương đương gần 3 tháng nhập khẩu. Phóng sự sau sẽ phản ánh rõ hơn về vấn đề này. 4% là mức tăng tỷ lệ dự trữ ngoại hối trong năm 2011 được Ngân hàng Nhà nước thực hiện trong bối cảnh lãi suất tiền đồng luôn ở mức cao lên đến 20% một năm, khiến cho nhiều doanh nghiệp đã quay sang vay đô la Mỹ. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ từ mức 4% tăng lên mức 6% vào tháng 4 năm 2011, tăng lên 7% vào tháng 6 năm 2011 và duy trì ở mức 8% từ tháng 8 năm 2011 đến nay đối với tiền gửi ngoại tệ kỳ hạn dưới 12 tháng. Với kỳ hạn trên 12 tháng, tỷ lệ này hiện nay là 6%, trừ Ngân hàng Nông nghiệp, Ngân hàng Hợp tác, Quỹ Tín dụng Nhân dân Trung ương. Theo các chuyên gia kinh tế, việc tăng mạnh dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ và áp đặt trần lãi suất bằng ngoại tệ dưới 3% năm 2011 sẽ làm giảm sự hấp dẫn của việc nắm giữ ngoại tệ tại các ngân hàng và hoạt động vay mượn đô la Mỹ của các doanh nghiệp lúc bấy giờ. Khi Ngân hàng Nhà nước tăng cái dự trữ, tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ như vậy thì nó sẽ làm tăng cái chi phí đối với các ngân hàng thương mại khi nắm giữ hay là huy động bằng tiền ngoại tệ, như vậy là cũng không tạo ra một cái lực hấp dẫn để cho ngân hàng nhà nước cho các ngân hàng thương mại tiếp tục huy động bằng ngoại tệ. Thì đấy là về cái phía mà nguồn huy động bằng ngoại tệ. Thế đối với cái cho vay thì Ngân hàng Nhà nước áp là đối tượng quy định cái đối tượng ngoại tệ có thể cho vay, đối tượng doanh nghiệp hay đối tượng tổ chức có thể vay được bằng ngoại tệ thì đó phải là những tổ chức hoặc là những doanh nghiệp có nguồn thu bằng ngoại tệ thì mới có thể làm được điều đó. Việc tăng tỷ lệ dự trữ ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại giúp cung thị trường về ngoại tệ dồi dào hơn. Qua đó, Ngân hàng Nhà nước có thể mua được lượng ngoại tệ lớn để gia tăng dự trữ ngoại hối. Với mức dự trữ ngoại hối lớn, Ngân hàng Nhà nước sẽ có điều kiện thuận lợi để ổn định tỷ giá và thị trường ngoại hối. Điều này cũng đồng nghĩa với niềm tin vào Việt Nam đồng được củng cố, góp phần đẩy lùi đô la hóa. Trước hết là chúng ta chủ động trong mọi tình huống. Khi mình có một cái dự trữ đầy đủ hoặc là nó vượt trên cái quy định của cái tuần nhập khẩu ấy thì nó làm cho nền kinh tế nó vững bền, nó chủ động trong mọi tình huống. Khi mà chủ động ấy là chủ động về tỷ giá, người ta không đi săn lùng với đô la như trước, cái đầu cơ rồi cái dự trữ bằng đồng đô la nó sẽ hạn chế, và cái vay gửi bằng đồng đô la nó sẽ hạn chế. Thì chính cái mục tiêu lớn là mục tiêu của chính sách tiền tệ để chúng ta thu hẹp cái phạm vi hoạt động của đô la. Và cái thứ hai là chúng ta củng cố sức mua của đồng tiền Việt Nam.
ổn định thị trường ngoại tệ và tỷ giá. Nếu chúng ta không ổn định thị trường và ngoại tệ và tỷ giá thì người dân vẫn có cái xu hướng là tích trữ bằng ngoại tệ. Và khi tích trữ bằng ngoại tệ như vậy thì rõ ràng là cái tỷ lệ đô la hóa trong nền kinh tế rất là cao. Tỷ giá ổn định, tình trạng đô la hóa trong nền kinh tế giảm và ngân hàng nhà nước đã mua được một lượng lớn ngoại tệ để gia tăng dự trữ ngoại hối nhà nước. Cộng hưởng các yếu tố trên là cơ sở để cân đối cán cân thanh toán, góp phần tăng tiềm lực tài chính và uy tín quốc gia. Cũng có điều kiện ổn định cái sức mua của Việt Nam đồng, nó làm cơ sở cho ổn định sức mua của Việt Nam đồng, nó tạo thuận lợi cho việc thanh toán quốc tế. Khi mà cái mình đã có một cái lượng dự trữ và đủ sức thanh toán, đủ sức chi trả các cái yêu cầu nhập của mình ấy, thì cái cán cân thanh toán của mình nó vững bền và cái khả năng ổn định nền kinh tế nó tốt lên. Và cái sức mạnh của nền kinh tế, cái tin tưởng của lòng dân đối với chính sách tiền tệ cũng như là tin tưởng về thanh toán của các cái đối tác của chúng ta với khu vực và thế giới nó cũng được tăng lên. Đấy là một chứng tỏ một cái nền kinh tế nó có sức mạnh và nó có cái sự bền vững. Tính tới cuối năm 2011, tình trạng găm giữ ngoại tệ đã có sự cải thiện đáng kể khi tỷ trọng tiền gửi bằng ngoại tệ đã giảm mạnh về ngưỡng 20% từ mức 30% trước đó. Điều này cho thấy chính sách tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc của Ngân hàng Nhà nước lúc bấy giờ đã đạt được những hiệu quả nhất định trong tiến trình chống đô la hóa. Một điểm khác biệt nữa trong 5 năm qua xung quanh chính sách điều hành tỷ giá đó là sự thay đổi từ bị động sang chủ động của Ngân hàng Nhà nước. Điều này được hiện thực hóa bằng cam kết giữ ổn định tỷ giá trong biên độ đã đề ra ngay từ đầu năm. Trong 2 năm 2013 và 2014, giải pháp này có vai trò ra sao trong việc hạn chế tâm lý đầu cơ găm giữ ngoại tệ? Mời quý vị cùng đến với phóng sự sau để hiểu rõ hơn. Sau 2 năm liên tục 2013-2014, Ngân hàng Nhà nước giữ vững cam kết không phá giá quá 2% nhằm ổn định tâm lý thị trường và người dân. Hướng tới mục tiêu chống đô la hóa, thì sang năm 2015, cam kết này đã chính thức phá vỡ. Cụ thể là vào ngày 7 tháng 1 năm 2015 và ngày 7 tháng 5 năm 2015, tức chỉ trong vòng 5 tháng đầu năm, Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh tăng hết biên độ 2% cho cả năm. Tiếp tục ngày 12 tháng 8 năm 2015, dưới sức ép phá giá đồng nhân dân tệ, Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh nâng biên độ tỷ giá đồng đô la Mỹ trên Việt Nam đồng từ cộng trừ 1% lên cộng trừ 2%. Và chỉ sau vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã tiếp tục quyết định điều chỉnh kép, tăng tỷ giá thêm 1% và nới biên độ từ cộng trừ 2% lên cộng trừ 3% vào ngày 19 tháng 8 năm 2015. Như vậy, Ngân hàng Nhà nước đã tăng tỷ giá lên 5% cho cả năm 2015. Tuy nhiên, quyết định này được thị trường và giới chuyên gia đón nhận tích cực. Một thời điểm, rất nhiều những cái đồng bảng khác trên thế giới cũng phá giá đồng của họ đối với đồng đô la để mà đối phó với việc phá giá của nhân dân tệ. Và chính từ đó, rất nhiều những áp lực không những là từ đồng nhân dân tệ mà từ các tiền tệ khác đối với tiền đồng, và chúng ta cũng bắt buộc phải phá giá. Thì tôi nghĩ rằng cái động thái phá giá của Ngân hàng Nhà nước, cái việc mà Ngân hàng Nhà nước phá vỡ cái cam kết 2% và phá giá đến cuối cùng là 5% trong 2015 là cái điều mà chẳng đáng đừng. Nó cũng là cái điều mà hợp lý. Song song với đó thì theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, bình quân tiền gửi tại các tổ chức tín dụng từ đầu năm cho đến cuối tháng 6 chỉ tăng 0,4 đến 0,7% trên tháng. Nhưng riêng tháng 8, tiền gửi tiết kiệm đô la Mỹ lại tăng tới 5%, tiền gửi thanh toán của doanh nghiệp tăng tới 9%. Chính vì thế, mặc dù phá vỡ cam kết nhưng Ngân hàng Nhà nước cũng nhanh chóng đưa ra nhiều biện pháp đồng bộ, từ việc liên tiếp hạ lãi suất tiền gửi đô la Mỹ cho đến việc chấm dứt vay ngoại tệ để hạn chế việc găm giữ đô la Mỹ. Chúng tôi cho rằng đây là những cái hình thức mà gọi là, nói nôm na là những người có ngoại tệ họ có kỳ vọng là tỷ giá sẽ tiếp tục điều chỉnh hơn, tăng lên trong cái thời gian tới. Từ đó họ tiếp tục họ giữ ngoại tệ, làm bất lợi cho quá trình gọi là chống đô la hóa của nền kinh tế. Và từ đó mà cũng làm bất lợi cho cái việc mà sử dụng đồng Việt Nam hỗ trợ cho kinh tế phát triển. Thì chúng tôi cho rằng với những cái việc điều chỉnh lãi suất của cái đồng ngoại tệ như thế của ngân hàng nhà nước thì sẽ có tác động rất là tích cực đến cái việc mà tháo gỡ cái việc găm giữ ngoại tệ này của các cái doanh nghiệp. Về để chống cái đô la hóa nền kinh tế đấy, thì Ngân hàng Trung ương là có chính sách là hạn chế người dân là gửi đô la mặt vào trong ngân hàng. Chính vì vậy cho nên là cái lãi suất ấy giảm dần, và trong cái thời gian gần đây thì Ngân hàng Nhà nước đã quy định là cái lãi suất mà gửi ngoại tệ gửi đô la là lãi suất bằng không. Có nghĩa là nếu mà người dân ấy có đô la mà gửi vào trong ngân hàng thì coi như ngân hàng giữ dùm cho người dân, mà người dân không được hưởng lợi ích gì về từ cái việc gửi cái đô la nó vào trong ngân hàng. Như vậy là đấy là thực hiện cái chính sách chống đô la hóa cái nền kinh tế. Rõ ràng với chính sách tiếp tục hạ lãi suất đồng đô la Mỹ của cá nhân xuống 0% đã phần nào tác động lên thị trường,
khi người dân cũng như doanh nghiệp đã có xu hướng tính toán chuyển từ đồng đô la Mỹ sang Việt Nam đồng để gửi tiết kiệm và đi đúng định hướng chống đô la hóa của Ngân hàng Nhà nước. Đến nay thì ngân hàng điều chỉnh về lãi suất không, thì cái việc để ngoại tệ trong ngân hàng sẽ không còn cái tác dụng đối với các doanh nghiệp nữa. Cho nên buộc doanh nghiệp là khi có ngoại tệ phải bán ngay để chuyển sang cái đồng nội tệ, tức là Việt Nam đồng để gửi hoặc là sử dụng, thì cái lãi suất về đồng nó sẽ cao. Nếu mà mình đổi ra đồng tiền Việt Nam mình gửi thì ít nhất cũng được 5-6%. Như vậy nếu mình có mà mình đầu cơ bằng tiền thì mình nên quy ra ngoại tệ, nội tệ thì có lợi hơn chứ. Cho nên xét về mặt thực tế đồng tiền lưu chuyển, dòng tiền cũng như là về mặt tâm lý và đối với những người kinh doanh tiền tệ thực sự thì cái đó là cái sự là thực hiện một cách hiệu quả cái chính sách phi đô la hóa trong nội tại nền kinh tế Việt Nam. Như vậy, mặc dù trong năm 2015, Ngân hàng Nhà nước không giữ vững cam kết ổn định tỷ giá như trong giai đoạn 2013-2014, nhưng việc đưa ra nhiều biện pháp đồng bộ cũng cho thấy sự quyết liệt và mạnh mẽ trong chặng đường chống đô la hóa của Ngân hàng Nhà nước. Thưa quý vị, năm 2015 được xem là một năm đầy biến động về vấn đề tỷ giá bởi việc Ngân hàng Nhà nước đã phá vỡ cam kết giữ ổn định tỷ giá ngay từ đầu năm trước những biến động bất ngờ từ kinh tế thế giới. Tuy nhiên, sau đó thị trường cũng chứng kiến hàng loạt các biện pháp được đưa ra nhằm ổn định tâm lý thị trường, từ thay đổi cơ chế điều hành tỷ giá theo hướng linh hoạt hơn đến việc đưa lãi suất tiền gửi ngoại tệ về 0%. Những động thái này đã góp phần quan trọng trong công cuộc chống đô la hóa nền kinh tế. Phóng sự sau sẽ đem tới góc nhìn đa chiều về vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Nhìn nhận về diễn biến tình trạng đô la hóa trong những năm trở lại đây, các chuyên gia đều cho biết gói gọn trong ba từ, rất tích cực. Mà một trong những biện pháp được sử dụng nhất quán đó chính là cam kết điều chỉnh không vượt quá 2-3% của Ngân hàng Nhà nước trong hai năm 2013-2014. Và thực tế, Ngân hàng Nhà nước đã không điều chỉnh tỷ giá hết mức cam kết. Cụ thể, mỗi năm Ngân hàng Nhà nước chỉ phải điều chỉnh duy nhất một lần. Các cam kết của Ngân hàng Nhà nước đã góp phần tích cực vào ổn định kinh tế vĩ mô, mà cụ thể trong đó là góp phần kiềm chế lạm phát, tạo lòng tin vào giá trị đồng tiền. Việc ổn định tỷ giá trong những năm trước và kể cả năm 2013 đến 2014 tôi cho là một sự hợp lý, để rồi từ đó chúng ta có những thành quả nhất định, tăng trưởng kinh tế cũng ở mức độ là trung bình khá trong khu vực, lạm phát cũng kiềm chế đáng kể. Ngân hàng Nhà nước đã thành công trong việc đó. Thì tôi nghĩ rằng một trong những cái nguyên nhân mà đưa đến cái việc thành công của Ngân hàng Nhà nước trong cái vấn đề mà tiêu trừ cái hiện tượng đô la hóa hoặc là giảm cái hiện tượng đô la hóa trong nền kinh tế Việt Nam. Thứ nhất là người dân Việt Nam họ cũng đã tin tưởng ở tiền đồng. Qua những năm mà chúng ta có lạm phát, tỷ lệ lạm phát rất cao, nó làm mất cái sự tin tưởng của người dân. Thì những năm sau này thì chúng ta kiểm soát được lạm phát tốt hơn và càng ngày người dân càng cảm thấy sự an toàn trong tiền đồng. Sự thay đổi quan trọng hơn trong việc điều chỉnh chính sách tỷ giá là Ngân hàng Nhà nước đã chuyển từ thế bị động, chạy theo biến động của thị trường, sang thế chủ động là đưa ra các thông báo về mức biến động tỷ giá trước để định hướng thị trường, tạo sự an tâm cho các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, không lo lắng biến động tỷ giá. Chính vì vậy đã hạn chế tâm lý nắm giữ đô la Mỹ, từ đó tình trạng đô la hóa được khắc phục căn bản. Cái đó là một cái cam kết rất là mạnh và nó làm cho thị trường, làm cho các cái doanh nghiệp và người dân rất là yên tâm về cái tỷ giá đã được Ngân hàng Nhà nước công bố. Cho nên là nó hạn chế rất lớn đến cái tâm lý là găm giữ đô la, găm giữ ngoại tệ để mà chờ cái việc nhà nước điều chỉnh giá để mà hưởng cái lợi từ cái việc là cái chênh lệch tỷ giá đó, điều chỉnh tỷ giá đó. Và đó nó chính là một trong những cái tác động rất lớn đến cái việc là hạn chế cái đô la hóa của cái nền kinh tế. Ngân hàng Nhà nước giữ được những cái cam kết đó và chính vì thế cũng đã tạo ra cái sự tin tưởng mạnh mẽ hơn từ dân chúng và tất cả các thành phần kinh tế vào tiền đồng Việt Nam, cũng như là giúp các doanh nghiệp có thể lên một cái kế hoạch tài chính một cách thực tế, nó rõ ràng và chính xác hơn qua cái việc mà biết rằng tiền đồng đối với tiền đô la sẽ không được điều chỉnh quá bao nhiêu phần trăm đó. Cái việc ổn định tỷ giá trong những năm qua thì nó có cái tích cực, thứ nhất là làm ổn định kinh tế, từ đó làm cho người dân là ổn định trong vấn đề là sử dụng đồng tiền của mình. Thứ hai làm cho các doanh nghiệp họ không phải khó khăn trong vấn đề tính toán những cái rủi ro về tỷ giá. Và đó là cái nền tảng
cho một nền kinh tế ổn định để phát triển. Đó là cái tích cực. Có thể thấy, trong cả hai năm 2013-2014, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện đúng cam kết. Và với chủ trương quyết liệt mạnh mẽ như vậy của Ngân hàng Nhà nước, cũng đã khiến cho tính hấp dẫn của ngoại tệ, đặc biệt là đồng đô la Mỹ giảm xuống, và qua đó cũng góp phần tạo thành công trong chặng đường chống đô la hóa của Ngân hàng Nhà nước. Trong chặng đường chống đô la hóa của mình, Ngân hàng Nhà nước đã đặt ra mục tiêu giảm tỷ trọng tiền gửi bằng ngoại tệ xuống 15% vào năm 2015 và chấm dứt tình trạng đô la hóa nền kinh tế trước năm 2020. Với những giải pháp đã và đang được tiến hành, mục tiêu này của Ngân hàng Nhà nước có khả thi hay không? Phóng sự sau sẽ đem tới câu trả lời cho vấn đề này. 10,8% là tỷ lệ đô la hóa tính tới cuối năm 2015, theo nghiên cứu từ Học viện Ngân hàng. Theo bà Phạm Thị Hoàng Anh, tỷ lệ đô la hóa hiện tại của Việt Nam thấp hơn nhiều so với một số quốc gia trong khu vực. Đây là thành công lớn trong công cuộc chống đô la hóa của Việt Nam từ năm 2011 đến nay. Tỷ lệ tiền gửi ngoại tệ trên M2 của mình bây giờ chỉ khoảng 10,8%. Trong khi đó của Lào là cái quốc gia thấp thứ hai, nó vẫn là khoảng 40%. Còn Myanmar và Campuchia thì không thể kể đến được bởi vì nó khoảng 85-90%. Thì đấy là một cái tỷ lệ rất là cao. Khi mà chúng ta chống đô la hóa thành công như thế thì là cái hiệu lực điều hành của chính sách tiền tệ nó cũng sẽ nâng lên và cái thị trường ngoại tệ, tỷ giá nó cũng sẽ ổn hơn. Khi tâm lý găm giữ và đầu cơ đô la Mỹ bị triệt tiêu thì cung cầu đô la Mỹ trên thị trường sẽ trở nên cân đối và tỷ giá sẽ trở nên ổn định hơn. Mục tiêu chấm dứt tình trạng đô la hóa ở Việt Nam vào năm 2020 có thể đạt được sớm hơn. Theo cái nhịp độ này, theo cái tình hình nó tiến triển như mấy năm vừa qua và đặc biệt là nó xuất hiện cuối năm 2024 và trong năm 2025, cộng thêm với những cái mà chúng ta có một cái luật lệ chính sách của chúng ta nó được sát hơn, nó được hội nhập tốt hơn với kinh tế thị trường, kinh tế thế giới, thì cái đồng tiền của chúng ta nó cũng được củng cố hơn, thì cái khả năng thực hiện cái là có khả năng. Cái mục tiêu mà chống đô la hóa cái nền kinh tế thì theo quan điểm của tôi thì chúng ta có thể thực hiện được với cái mục tiêu là trước năm 2020 ấy, bởi vì nó còn có một số các cái nguyên nhân. Đó là thứ nhất là cái nền kinh tế mình nó phải mạnh, và thứ hai là phải giữ được cái sức mạnh của đồng nội tệ, và quan trọng nhất đó là khi mà đồng nội tệ mạnh thì hoặc là đồng nội tệ ổn định thì người dân hoặc doanh nghiệp người ta tin vào cái đồng Việt Nam đồng thì người ta không còn cái nhu cầu để găm giữ đô la hoặc là dùng đô la trong các cái giao dịch mang tính chất gọi là nội tệ nữa. Đặc biệt, ngay từ đầu năm, Ngân hàng Nhà nước đã chính thức thực hiện áp dụng cơ chế tỷ giá trung tâm được niêm yết theo ngày. Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, chính sách mới này không chỉ ngăn chặn hoạt động đầu cơ lướt sóng, mà còn giúp ổn định thị trường ngoại hối và tăng cường giải pháp chống đô la hóa nền kinh tế. Việc chấm dứt tình trạng đô la hóa sẽ góp phần không nhỏ vào việc thu hút nguồn đầu tư nước ngoài. Các nhà đầu tư ấy, khi mà đầu tư ở một quốc gia bao giờ người ta cũng mong muốn có một môi trường kinh tế vĩ mô ổn định và cái giá trị của đồng nội tệ nó phải tương đối ổn định. Và đô la hóa là một trong những nguyên nhân dẫn đến cái sự bất ổn của thị trường ngoại hối cũng như là tỷ giá. Vậy thì khi Ngân hàng Nhà nước thực thi cái biện pháp mà chống đô la hóa này thì nó sẽ góp phần ổn định thị trường ngoại hối và tỷ giá, và điều đó đã được chứng minh từ năm 2011 cho đến nay. Khi đô la hóa giảm thì những cái bất ổn đó nó cũng sẽ giảm theo. Và vì vậy thì các nhà đầu tư có lẽ lại càng phải yên tâm hơn. Thực tế ở Việt Nam thì tôi thấy rằng là cái dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam ấy thì là nó vẫn rất là ổn, vẫn có xu hướng tăng đều, tăng thì không cao nhưng mà nó vẫn tăng. Xét về dài hạn, việc giảm đô la hóa ở Việt Nam trong suốt thời gian qua chưa thực sự bền vững và dễ dàng bùng phát trở lại mỗi khi nền kinh tế không ổn định hoặc có sự chênh lệch đáng kể giữa lãi suất đô la Mỹ và Việt Nam đồng. Chính vì vậy, cơ quan chức năng cần phải thận trọng trước những biến động của thị trường để mục tiêu chấm dứt tình trạng đô la hóa trước năm 2020 sớm về đích. Vâng, thưa quý vị, như vậy là bức tranh về quá trình chống đô la hóa trong 5 năm qua đã dần có thêm những gam màu tươi sáng hơn. Chương trình tạp chí ngân hàng đầu tiên của năm Bính Thân cũng xin khép lại tại đây. Thay mặt những người thực hiện chương trình, kính chúc quý vị một năm mới vạn sự như ý.